đến với Vinh Hào Ngôi Nhà Vui Vẻ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một bạn đồng hành với mình là bạn Thị Khô. Bây giờ mình sẽ khám phá khu vườn và mình sẽ review những loại cây cho mọi người nhé. Ý hai, đầu tiên là một cây lan, nhưng mà cây lan này nó có xòe xòe ra như thế này. Không biết mấy bạn có biết cây lan là cây lan gì? Đây là ở dưới đây là có mấy cái sợi sợi đây. Thì cũng biết cái này là cây gì, chắc là cây mới rồi. Bên đây là cây hoa hồng. Cây hoa hồng này các bạn cẩn thận nha, nó rất là nhiều gai nè. Rồi đây là cây hoa hồng, đối các bạn màu gì? Đó chính là màu cam nha. Bên đây là một loại cây tiếp theo. Nhìn nó vậy em như là tưởng như là một lá mía mấy bạn. Đây là hoa màu vàng nè, cái này chắc là hoa lan luôn á. Bên này là rất là cây mới rồi, này là mẹ mình mới mua nè. Đây là lá nó màu xanh, nhìn nó y như là hoa, cây hoa giấy vậy á mọi người. Xém quên, đây chính là hoa 10 giờ nè mấy bạn. Vào mùa hè á nó sẽ nở ra thật là nhiều. 10 giờ là hoa nó đẹp nhất, gọi là hoa 10 giờ. Bên đây là cây này nó đã tàn lá rồi, để không giới thiệu mình sẽ bỏ qua. Cây đây là cây hoa hồng môn. Nó ở trên này mai mốt á nó sẽ to ra, cái này nó sẽ dài lên. Nó có màu đặc trưng của nó là màu đỏ nha. Theo đây là một vườn lan. Một vườn lan này có rất là nhiều loại lan. Lan màu này. Rồi có những kiểu mà nó như như vậy nè các bạn. Những kiểu nó sẽ như thế này nha. Còn bên kia là kiểu khác nữa. Và đây, đây chính là cây sen đá nha. Mình sẽ có bao nhiêu? 2, 4, 6, 8. Có 8 cây sen đá. Đây là cây sen đá có 4 loại nha. 1, 2, 3 và 4. Cây này là mình mới trồng chắc khoảng 1 tuần rồi. Còn đây là cây có 3 loại, 1, 2 và 3. Bên đây là một chậu mini. Đẹp hơn mini. Cái này là đã lâu rồi nha. Lâu rồi. Cái này chỉ có một loại thôi. Theo đây là một cây hoa hồng leo. Hoa này thì mai mốt nó sẽ nở hoa rất là to luôn. Và nó có màu vàng. Hay, video này đã hết rồi. Tạm biệt các bạn nha.